Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính số tháng 7 năm 2020. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa ở chợ mới. Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hiện nay ngành y tế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, ngành y tế đã đẩy mạnh sử dụng phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Đến nay, Sở Y tế có 100% thủ tục hành chính được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3-4. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các đơn vị trực thuộc được duy trì thực hiện từ năm 2016 đến nay. 122 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã áp dụng phần mềm trong quản lý về dân số, khám bệnh, tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình, dược, thống kê báo cáo, thanh toán bảo hiểm, giúp công tác quản lý chỉ đạo được thực hiện nhanh, chính xác. Để đảm bảo thống nhất quản lý và thanh toán với bảo hiểm xã hội, Sở Y tế đã hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị mã hóa, chuẩn hóa các danh mục dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh, bao gồm hơn 11.200 danh mục kỹ thuật, trên 900 danh mục thuốc, hơn 400 danh mục vật tư y tế, đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn hóa định dạng dữ liệu đầu ra theo một quy chuẩn chung. Đây là hai nội dung mang tính chất quan trọng để thực hiện chuẩn hóa hệ thống phần mềm và đảm bảo thanh toán được với các bảo hiểm xã hội, từ đó rút ngắn thời gian thực hiện, cung cấp rõ các quy trình khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho người dân. Nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua huyện Nari chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 100% các cơ quan đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện Nari đã thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử liên thông. Tỷ lệ cán bộ công chức viên chức biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%. Các văn bản không mật trao đổi giữa các cơ quan đơn vị đều được gửi bản điện tử và được ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính của huyện. 100% cán bộ công chức được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử và mail công vụ. 100% các văn bản đi đến được số hóa. Các cơ quan đơn vị Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã sử dụng chữ ký số chuyên dùng để ban hành văn bản và giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm, góp phần giải quyết nhanh chóng kịp thời các thủ tục hành chính cần thiết của cá nhân, tổ chức. Thưa quý vị khán giả, việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính. Thời gian qua, huyện Chợ Mới đã luôn quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả của cơ chế một cửa, từ đó giúp tăng cường chất lượng của việc cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Đến làm hồ sơ thủ tục giấy tờ tại bộ phận một cửa của xã, bà Vũ Thị Đào ở thôn Bản Nhuần 2 xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, nhận thấy việc giải quyết các giấy tờ đã thuận lợi hơn trước đây rất nhiều. Thay vì phải đi đến các phòng làm việc xin chữ ký, đóng dấu, nay bà chỉ cần đến bộ phận một cửa, mọi nhu cầu về giấy tờ, hồ sơ của bà đều được cán bộ ở đây hướng dẫn và giải quyết, thời gian cũng được rút gọn hơn trước. Đến thì các cô cũng nhiệt tình thôi, cũng nhiệt tình mà lấy tôi đến làm thì vẫn đâu đấy, chả thấy có gì vướng mắc đâu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm số lần đi lại, huyện Chợ Mới đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính. Các xã đều duy trì tốt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, trong đó ứng dụng hệ thống một cửa điện tử và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Theo thống kê đến nay, cấp xã có 89 thủ tục hành chính giải quyết thông qua bộ phận một cửa, trong đó có 58 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 24 thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Việc thực hiện cơ chế một cửa đã làm cho cán bộ xã giải quyết các công việc của công dân khoa học hơn, nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để cán bộ chuyên môn giải quyết các công việc phụ trách tốt hơn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác chuyên môn, bố trí cán bộ trực luân phiên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho người dân. Trong cái giải quyết thủ tục hành chính mà một cửa liên thông thì rất thuận tiện trong cái thực hiện các nhiệm vụ là rút ngắn được thời gian, đảm bảo thời gian và cái tiến độ. Thì hiệu quả công việc thì thực hiện rất là tốt.
Từ đầu năm đến nay, tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp nhận được hơn 800 hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ kỳ trước chuyển sang 30 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả đúng hạn trên 820 hồ sơ, 18 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Việc niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính đã hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại. Thưa quý vị khán giả, bằng nhiều giải pháp, đến nay huyện Nari đã có những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý giải quyết công việc, địa phương này đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ viên chức cấp xã và phòng chuyên môn trong việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã. Khởi nghiệp từ năm 2016, đến nay hợp tác xã Trần Phú đã trở thành một trong những mô hình tiêu biểu cho phát triển kinh tế ở huyện Nari. Nếu như trước đây, những vật nuôi như lợn, gà chỉ được chăn thả với quy mô nhỏ, mạnh ai nấy làm, thì nay hợp tác xã này đã quy tụ được 10 hộ gia đình cùng chăn nuôi với quy mô lớn. Không chỉ xuất bán gà đổi thực phẩm, hợp tác xã này còn nghiên cứu và đầu tư hệ thống ấp trứng, cung cấp con giống ra thị trường. Theo ông Phan Văn Tuân, giám đốc hợp tác xã Trần Phú, với những mô hình kinh tế khởi nghiệp sẽ luôn gặp khó khăn, cho đó không thể không kể đến những thủ tục hành chính để thành lập hợp tác xã và việc vận dụng những cơ chế chính sách để hợp tác xã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, một thuận lợi với hợp tác xã Trần Phú là luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất của chính quyền các cấp. Trong thời gian vừa qua thì hợp tác xã Trần Phú cũng đã được các cơ quan ban ngành ở xã, ở huyện, ở tỉnh tạo điều kiện cấp các loại giấy tờ thủ tục, ví dụ như giấy an toàn thực phẩm, giấy kế hoạch bảo vệ môi trường chẳng hạn, rồi là giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y và một số giấy tờ liên quan đến sản phẩm. Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, những năm gần đây, huyện Nari đã có nhiều giải pháp thúc đẩy, khuyến khích người dân sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể. Ngoài việc hỗ trợ giúp đỡ các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chính quyền và các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Theo đó, từ cấp xã đến các phòng chuyên môn đã đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác xã, tổ tác tiếp cận với những cơ chế chính sách, đặc biệt là nguồn vốn vay, nguồn vốn hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển. Từ khi thành lập hợp tác xã đến giờ thì hợp tác xã luôn được sự quan tâm sâu sát từ các ban lãnh đạo xã, từ huyện hỗ trợ giúp đỡ cho hợp tác xã hoàn thành những các thủ tục về liên quan đến hành chính, giấy kiểm nghiệm rồi là mẫu mã bao bì sản phẩm. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, khu vực kinh tế, tập thể, hợp tác xã có nhiều cơ hội phát triển, song cũng đối diện với nhiều thách thức, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cũng như cộng đồng hợp tác xã phải có một tư duy mới, cách nhìn mới, và có các giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã một cách bền vững. Trong đó, việc đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tiếp cận và hưởng lợi nhanh, hiệu quả từ những cơ chế, chính sách sẽ giúp cho lĩnh vực này có bước phát triển mạnh mẽ hơn. Hỗ trợ về cái thủ tục bắt đầu từ cái hợp đồng mua bán, xong là các cái giấy tờ thủ tục kèm theo như là hóa đơn chứng từ máy móc hay là nguồn gốc xuất xứ của máy móc, để làm sao mà đảm bảo đáp ứng được các cái quy định về mặt tài chính, tư vấn hỗ trợ họ. Khi họ tiếp cận với lại ví dụ ngân hàng, chúng tôi hỗ trợ họ về và làm thủ tục vay. Những kết quả bước đầu trong công tác cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng, thuận lợi cho người dân, hợp tác xã ở Nari là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực từ chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước, thì người dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã cũng cần năng động, nâng cao hơn nữa trong nhận thức, trình độ chuyên môn, đặc biệt là việc tiếp cận và thực hành tốt về ứng dụng công nghệ thông tin. Chương mục cải cách hành chính số tháng 7 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương mục này kỳ sau.